Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Vẽ Gì Hay. Và trong ngày hôm nay thì Thảo sẽ giúp cho mọi người làm sao chúng ta có thể vẽ được một chú khủng long vô cùng đáng yêu như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước thực hiện để vẽ chú khủng long này nhé. Và trải qua quá trình chúng ta cùng thực hiện vẽ trong kênh Vẽ Gì Hay thì chắc chắn mọi người đã vẽ một cách dễ dàng hơn với những bức tranh của mình. Và hãy tiếp tục follow kênh Vẽ Gì Hay của Thảo Mai Map để cùng nhau vẽ những hình cơ bản đơn giản mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.